Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Agidorin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Agidorin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Paracetamol, Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate. Dạng bảo chế: dạng viên nén bao phim. Công dụng: hạ sốt, điều trị triệu chứng đau từ nhẹ đến vừa, nhức đầu. Đau cơ, đau nhức khớp xương, sổ nghẹt mũi, sổ mũi do cảm cúm hoặc dị ứng thời tiết. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Người lớn uống 1 đến 2 viên một lần, ngày 2 đến 3 lần mỗi ngày tối đa 8 viên trong 24 giờ. Khoảng cách giữa các liều ít nhất là 4 giờ. Trẻ em từ 12 tuổi đến 16 tuổi, uống 1 viên một lần trẻ em từ 16 tuổi đến 18 tuổi uống 1 đến 2 viên một lần các liều của trẻ em có thể nhắc lại sau 4 đến 6 giờ nếu cần không quá 4 lần trong 24 giờ không khuyến cáo dùng cho trẻ dưới 12 tuổi chống chỉ định mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc người bệnh thiếu máu có bệnh tim phổi thận hoặc gan tăng huyết áp nặng block nhĩ thất sơ cứng động mạch nặng nhịp nhanh thất hen xuyễn cấp tính, cường giáp chạm, lao góc đóng. Trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ mang thai 3 tháng cuối và phụ nữ cho con bú. Lưu ý khi sử dụng. Paracetamol tương đối không độc với liều điều trị. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban rát sần ngứa và mày đay, những phản ứng mẫn cảm khác gồm phù thanh quản, phù mạch, và những phản ứng kiểu phản vệ có thể ít khi xảy ra phải dùng paracetamol thận trọng ở người bệnh có thiếu máu từ trước, vì chứng xanh tím có thể không biểu lộ rõ, mặc dù có những nồng độ cao nguy hiểm của methemoglobin trong máu. Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol, nên tránh hoặc hạn chế uống rượu. Chỉ nên dùng paracetamol ở người mang thai khi thật cần. Bệnh nhân không nên dùng thuốc này khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Tác dụng phụ. Ít gặp, ban da buồn nôn, nôn, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày, giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, thiếu máu. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Agimex Farm Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Agidorin, đồng thời biết cách sử dụng Agidorin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.